Em xem được video Top Top bảo là Top Top đang làm ngu dân Việt Nam, làm mọi người lười biếng và tham lam. Hôm qua anh vừa ngồi với lại một ông anh của anh, không tiện nói tên, nhưng anh này là top 1 trên thị trường về 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 làm content, làm nội dung, làm marketing, làm bán hàng online. Đấy, thì ông anh đấy cũng hai anh em nói chuyện với nhau, thì anh ấy cũng hai anh em cũng bàn về cái quan điểm là ở Top Top bây giờ nó đang khiến cho rất là nhiều người là ngu đi. Thứ nhất là đây ạ, những người ngu thì càng ngu, quả tin không, những người ngu thì càng ngu, còn những người thông minh nhá thì nó vẫn cứ bình thường thôi, nó vẫn thông minh lên thôi. Các tưởng tượng là cái người mà người ta không có cái bộ lọc tốt, người ta nghe thông tin gì người ta cũng tưởng đấy là đúng á, có thì chắc chắn người ta lại bị hút toàn những cái thông tin về Top Top. Cái thuật toán cực kỳ hay nhá, cực kỳ hay nhá. Tức là sao ạ, cứ các bạn xem cái gì là nó sẽ hiển thị phân phối cái đấy. Thế nên là nếu mà bạn đã xem một cái tào lao bị đào, là y rằng suốt ngày cái những cái tào lao bị đào và những cái đấy thì nó mị kinh khủng khiếp, là cái nhất. Cái thứ hai là thời gian nó chỉ có 1 phút thôi, mà trong 1 phút làm gì có ông nào đủ năng lực để truyền đạt cả một cái vấn đề, đúng không? Hầu hết các bạn bị dắt mũi là chủ yếu, nên mình khuyên các bạn nên có một cái gọi là đi đi luyện tập, và luyện tập thôi. Luyện tập một cái khả năng phản biện thật là tốt, khả năng phản biện thật là tốt. Bạn có thể lên trên mạng gõ cái từ khóa là luyện tập năng lực phản biện. Đấy, năng lực phản biện tức là khi mình gặp một cái vấn đề gì đó mình phải đặt câu hỏi là thằng này nó làm cái đấy để làm gì. Dạ, các bạn thấy hiện tại rất là nhiều bọn bóc phốt không, mình thấy có mấy kênh thì chỉ có ăn đến bóc phốt thôi, thì mình phải đặt câu hỏi là mấy hàng ngày nó làm cái đấy để làm cái gì, đúng không? Các bạn nhìn những cái bạn mà quay, đúng không, có quay bằng máy quay căng nét, đúng không, có micro thứ ABC rất là xịn sò, đầu tư. Đấy, thì các bạn nghĩ rằng đầu tư như vậy chỉ để đi bốc phốt, không có chuyện, nó làm nó có lý do của nó hết. Thì cái tư duy phản biện đây là gì à, là mình đặt câu hỏi giữa nhiều góc cạnh khác nhau để mình xem là nó làm cái quái gì. Thì nếu mà mình mà làm được như vậy thì Top Top thì anh bản thân Nho nghĩ là nó cũng sẽ là một kênh mà anh em thu thập được thông tin nhanh. Mọi ngày xưa Nho hay có cái thói quen là sáng dậy để xem ở bên à đó hay và cho trên cái web là 24 giờ ấy. Xong rồi TV thì Nho hay xem thời sự và xem VTV 24, VTV Money, Chuyển động 24 giờ, những cái nó rất hay xem. Nhưng bây giờ thì đi theo xu thế của Top Top thì chủ yếu xem những video nhanh ở trên trên Top Top này, nhưng mà phải xem ở kênh chính thống. Chứ Nho không xem ở những cái kênh kiểu như là Beat, từ là Thế Anh 28, những cái đấy chủ yếu giật tít thôi. Giật tít thì Nho Nho không, và chủ yếu là bọn nó búc. Các bạn có thấy cá nhân nào xuất hiện ở trên những kênh đấy là có thể thôi, có thể là người ta đã búc quảng cáo. Và những thông tin đấy là thông tin họ chủ động đưa vào đầu mình, nên là tự nhiên nói nó có mục đích mà. Nên là càng ngày thì mọi người lại càng 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 lười biếng đi, là bởi vì thế thông tin nó đẩy thẳng vào não rồi, đâu nữa phải suy nghĩ gì đâu. Đó, tổng hợp sẵn rồi, sót sót ngắn rồi. Và tưởng tượng là bây giờ ngày xưa là mình phải xem một cái mà đây là đề mẹ mày có thật luôn nhá, có thật luôn này. Tức là mọi lần á, ngày xưa chúng ta phải muốn xem đá bóng, đúng không, phải xem 90 phút và mới sáng hôm sau đi học lên lớp mới bốc phép với nhau được. Đây không cần, đây sáng ra chỉ cần mở xem highlight một tí thôi, thế là một lúc sau ra uống cà phê có bốc phét như thật, như kiểu mình đang xem đấy. Thì có phải anh em thấy không, nó sẽ có cái mặt lợi mặt hại của nó làm cho mình lười biếng đi rất là nhiều, nhưng nếu mà mình biết tận dụng thì nó sẽ là một cái thế mạnh. Còn để về tham lam thì nó nghĩ là chắc là vì các bạn xem nhiều người ta khoe nhà khoe xe nhiều quá đấy, ví dụ như là sao ạ, bỏ tiền ra các bạn không biết gì, không cần phải làm content, không phải làm cần nội dung, các bạn không cần gì hết, đúng không, bỏ tiền ra đi học là các bạn được kiếm được 20-30 triệu một tháng. Bạn nghe thế thì các bạn sẽ cảm thấy tham lam không, tham chứ, đúng không? Đấy, bọn nó bán toàn nghìn đơn vạn đơn, tham lam không, tham chứ, đúng không? Nhưng thực tế là toàn bịp hết anh em ạ, bịp lắm.